Buổi livestream hôm trước mình cũng đã có cái đề cập rất là kỹ với anh em về việc mở những cái quả trứng này thì mạnh mèo đang mong muốn được cái gì. Đấy là mình mong có được một con Galio xương đen 3 sao. Tức là con người đá. Đây này. Đầu tiên là con Galio người đá xương đen 3 sao và tiếp theo nữa là con người đá công nghệ này cũng 3 sao luôn để cho nó đỉnh. Ngày hôm trước thì mình có dùng con người đá rồi, mình có dùng cả con gà máy rồi. Còn con củ lìn bé bọ này thì ngày hôm trước mình chưa dùng. Thế ngày hôm nay nếu như mở ra con bé bọ 3 sao là có thể mình sẽ ưu tiên mình dùng thử xem là tình hình nó như nào được chưa. Chuyển anh em về. Chào mọi người nha. Ok. Vai luôn. Vai cả luôn. Mở phát đầu tiên rất như người đá công nghệ 1 sao và 2 sao luôn. Ui được anh em ơi, được anh em ơi. Phát đầu tiên ăn tiền luôn, thôi nghỉ không mở nữa. Tầm này dừng đây thôi, nhân phẩm đang lên đỉnh rồi, không mở nữa, dừng anh em ơi. Dừng thôi. 3 sao. Gà máy xương đen anh em ạ. Record rồi. Lại. Cái thứ hai là epic là cũng được rồi. Cái thứ ba này á, mình đảm bảo với các bạn là một quả xanh lá cây, đảm bảo với các bạn luôn. Hợp lý chưa? Anh record rồi nha. Công thức mà, Mạnh biết mà, các bạn hiểu không? Mạnh biết quả thứ ba này nó phải ra cái này các bạn ơi. Mời anh em ơi. Cái này mà lại màu xanh là cây tiếp. Hợp lý chưa? Mạnh biết. Những cái gì Mạnh biết thì Mạnh chia sẻ cho anh em thế thôi. Còn anh em mà hỏi cái lý do tại sao mà Mạnh lại còn biết luôn là nó ra quả xanh lá cây ấy thì nó là cái tầm cái đẳng cấp của nó, cái này xanh lá cây này đấy. Hợp lý chưa? Ba quả xanh lá cây sau một quả epic nên đảm bảo với các bạn, quả này không phải xanh lá cây nữa. Quả này một là epic, hai là legend, mình đảm bảo đây là quả epic. À, như vậy là nó lại là xanh lá cây các bạn ạ. Công thức nó có hơi sai một tí nhưng mà thường nó không lặp lại. Hóa tam ba bận thôi chứ nó không hóa tam bốn bận. Nhưng mà sau ba quả, thậm chí là quả thứ tư thì mình đảm bảo rằng quả này đéo phải làm quả một xanh lá cây bạn ơi. Được chưa? Sao nhiều nhỉ? Ông chắc là từ con số 20 này đi, con số 20 trở đi là con số đẹp ấy. 20 trứng ấy thì nó sẽ không mở ra cây nữa. Quả này thì mình đảm bảo với anh em luôn. Cái mình mở nhiều rồi, mình chơi game mình 6 7 năm rồi mình biết. Thấy chưa? Và chắc chắn không thể nào mà ra một cái xanh lá cây nữa các bạn ạ. Mình chỉ trả vờ lúc đầu như thế để cho anh em xem cho nó kiểu ok la thôi chứ còn mình biết công thức mà các bạn ơi. Anh em nhớ là một like một share nhá, nhớ ủng hộ mình bằng cách xem và like livestream nhá. Các bạn vào rồi mà các bạn xem một mình là mình buồn ấy, mình đã đầu tư rất nhiều trứng để mở anh em xem rồi mà anh em không ủng hộ mình một like là mình buồn lắm ấy nhá. Ít nhất là anh em để lại cho mình một like nhá anh em nhá. Đây, epic nữa các bạn ơi. Chịu đấy, tại sao mình biết á? Bởi vì mình pro. Được chưa? Mình biết các bạn ơi. Đỉnh thực sự. Thôi ra một quả xanh lá cây đi. Quả này một quả xanh lá cây cho các bạn xem cho nó vui. Chứ mình mở nhiều cái xịn quá các bạn lại bảo là đấy. Các bạn thấy chưa? Hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Xanh lá cây chắc kèo luôn. Cái đấy mình biết. Cái nào mình biết mình nói mà. Xanh lá cây nữa các bạn ơi. Sai chặt con mẹ. Đấy, sai chặt con mẹ chim luôn. May quá. Rồi ok. Cái gì? Ui, Legend 500 sao á? Đùa thế thì mẹ nó lại là Legend rồi em ơi. Chịu đây. À, một xanh lá cây. Xanh lá cây có phải Legend không? Xanh lá cây không phải Legend à? À, hóa ra xanh lá cây không phải Legend. Mình cứ nghĩ là xanh lá cây là Legend nên mình mở ra màu xanh lá cây. Chứ các bạn mà thích ấy thì mình sẽ mở ra Legend cho các bạn xem thôi, hiểu không? Anh em mà thích Legend mình sẽ mở ra Legend cho anh em xem thôi. Nhưng mà nó là quả tiếp theo nhá, không phải quả này nhá. Không phải quả này các bạn ơi. Đây này. Ánh sáng chói lóa các bạn ơi. Ánh sáng chói lóa là nó ra màu xanh nhất xanh lá cây thật đỉnh. Giỏi thế nhở. Thôi nhưng mà nói thật với các bạn là mở ra nhiều xanh lá cây tí anh em đánh rank là đỉnh luôn đấy. Tí là anh em mình lên 700 điểm thách đấu bây giờ mà.
Cái tầm mà cứ ra thanh là cây nhiều là kiểu gì lên 700 điểm đánh đấu. Mình biết mà. Mình chơi trong này nhiều mình biết. À, quy luật bù trừ có cả. Nghiệp quật không bỏ qua một ai. Mở trứng đen thì đương nhiên là vào chơi game là đỏ đấy các bạn ơi. Chịu nha. Hơi nhiều xanh là cây đấy. Hơi dỗi rồi đấy. Lại epic cho quả legend đi bạn ơi. Cho mình con Galio 3 sao đây bạn ơi. Ôi epic epic. This. Nó cứ kiểu lắc lắc ấy. Game nó cứ kiểu bị lắc lắc hay sao ấy. Đỉnh thật ạ. Đéo gì lắm thế. Có quả cuối nữa không anh á? Ồ, anh mà chơi quả, quy tắc quả cuối nữa thì anh em đến chết với anh luôn đấy. Anh chịu luôn đấy. Ui, Violin 15 quả sẽ là cây ơi. Phải 15 quả rồi đấy. Game này bị lag à bạn ơi. Cho mình quả tìm tím đi. 16 quả bạn ơi. Bé bọ 3 sao. Nhưng mà 16 quả là vẫn không ok la đâu. 16 quả xanh là cây là dỗi thực sự luôn đấy. Chán lắm luôn đấy. Anh em đẩy giúp mình lên 500 like đi. Mở cho đỏ nào. Nhìn mấy người xem mà anh em có 300 anh em like dỗi thực sự. Đấy. Các bạn phải like đi. Các bạn phải like mình mới mở ra được legend được chưa. Các bạn không like mình không mở ra được legend đâu. Đây mình dừng này. À, mình nhìn này, mình đang nhìn like này, mình nhìn con số like này nó tăng này. Đấy 4 lít rồi, đẩy mình lên 5 lít một phát thôi là mình mở ra legend. Ôi, đấy 470 rồi. Đúng rồi, 490 rồi, 500 ok. 500 rồi, tiếp tục nha anh em, ủng hộ mình một like nhá. Ý, mà quả này ra legend. Đéo ra, mình tự ăn like livestream mình luôn. Ồ, epic cũng được. Mình nghĩ epic cũng được các bạn ạ, à. Epic là nó cũng ok la rồi, nó cũng không đến nỗi. À. Quả này không phải lại gần nữa. Hơi dỗi luôn đấy. Hay là mình còn RP mình đổi tên con mẹ thành mạnh xanh lá nhở. Thực tình luôn đấy. Chắc mình phải đổi tên thành mạnh xanh lá luôn đấy. Mở cái này chết con mẹ người ta rồi. Ôi bạn ơi, 19 quả xanh lá ở đây. Mười chín quả rồi, mình không nói điêu đâu. Quả này ra xanh lá nó tắt mẹ game luôn. Ờ nhưng mà nó ra 3 sao thôi cũng được. Thôi được ra 3 sao không tắt nữa anh em ạ. Nó mà ra 1, 2 sao mình mới tắt chứ nó ra 3 sao bây giờ mạnh không tắt nữa. Bởi vì mạnh buồn lắm rồi. Đặt mẹ tên mạnh xanh là chuối luôn được. Ok bé bọ trên băng. Cảm ơn Takechi đã tặng sao cho mình nha. Ok cảm ơn anh em nha. Mọi người xem nhớ ủng hộ mình một like một chia sẻ nha. À, mở hết mạnh mua mở tiếp rồi. Cay vãi lên. Đéo mạnh xanh là cây ở đâu. Bố mình dối đây. Bố mình đéo mua thêm đâu. Đi luôn. Được đúng hai quả đầu tiên là legend xong. Đéo giờ ra legend nữa luôn. Game lồn thì thế. Ý mẹ mày lag à. Lấy gần bạn ơi. Lag à bạn ơi. Ra mua thêm. Đậu mê. Cày vậy nồi. Có quả combo nào nữa mở nhìn nó kiểu hên hên được không? Bây giờ toàn mấy combo này, trứng nhóm 6 linh thú này, bây giờ mình hết RP rồi. Mua 5 quả nữa, mở kiểu gì cũng ra legend. Ba. Bốn. Năm quả nhân phẩm. Năm. Hút, mẹ đã mua rồi. Sáu. Mua là mua hết tiền luôn, tất tay luôn. Quả này mà không mở ra legend nữa, dỗi. Ờ, các bạn nói gì đi. Cười mạnh sẽ bị quả bắt diều hầu tha. Cười đi anh em. Lại mà không phải lại gần nữa đi. Black
Tao không phải lên nữa đi. Các bạn ơi, các bạn đừng chửi mình nữa đi. Đỉnh vãi nồi rồi này. Quả này là mình mở ra combo 2 trứng luôn này. Mở phát ra combo 2 con Legend luôn cho các bạn xem này. Công thức nó nằm ở những lúc như này này. Anh em nhớ một like, một chia sẻ nhá. Rồi, epic, epic. Cho toàn 1 sao thế. Đã cho con 3 sao Galio đi. Xtan, Xtùng cái gì không biết nữa. Chuyển màn hình ra các bạn ơi, quả này mở ra Legendary rồi nên các bạn không cần xem đâu nhá. Không, anh em mà nhìn thấy thôi nhá, mình vừa mở ra thêm con Legendary nữa nhưng mà nó không xịn lắm nên mình không muốn cho anh em xem. Nên thôi đây quả cuối này. Quả này không ra Legendary nữa là ngày hôm nay là chịu đấy. Ngày hôm nay như cứt luôn đấy. Cái này nổi nó ra hai con này rồi, xong không tìm ra thứ ba nữa. Dỗi thật sự luôn đấy. Nó ra đến hai con này ngay từ đầu rồi, phát đầu tiên nó ra hai con này luôn, mình tưởng là ngày hôm nay là viên mãn rồi, chắc chắn đã ra kèo được con người đá công nghệ 3 sao rồi. Xong cùng lừa vãi lìn ra, nó ra toàn xanh lá cây thôi. Game lìn thì vậy bạn ơi. Game lừa nhau vừa thôi bạn ơi, hút máu vừa thôi. Dỗi thực sự. Ra toàn gà máy thôi. Một đống gà máy 3 sao. Galio ra thì ít, ra thì toàn 1 với 2 sao. Méo thấy con nào 3 sao cả. Con này cute vãi trưởng luôn đấy. Con Galio này vào trong trước mình vừa cho các bạn xem rồi đúng không. Đỉnh vãi nồi ấy. Nó vào nó biến thành mẹ cục đá trong nó giữa tay giữa chân này này. Chịu. Nghe nói là người Galena đấy. Ok, cảm ơn Khôi Anh đã tặng sao cho anh nha. Cảm ơn Khôi Anh đã tặng anh 500 sao nha. Thank you em nhiều. Ok la. Ai go. Chào gặp, chào gặp. Anh thấy 500 sao mà không hiểu sao nó không hiện ấy. Đây này. Anh nhìn thấy đây này.